Tất cả dịch vụ về Liên Quân như nâng cấp skin hoặc săn quân huy và các vấn đề khác, các sếp bấm đại lý xem ở comment nha các sếp ơi. Phần quà miễn phí cho các bạn đã luôn ủng hộ đại lý bên mình, tặng thẻ Garena và nhiều em Liên Quân miễn phí mỗi ngày ở nhóm. Mọi người có thể xuống comment để có thể tham gia nhóm nhé. Xin chào tất cả các bạn, hiểu được mong muốn của các bạn khán giả khi mà muốn trải nghiệm sớm bộ trang phục Gozo thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để có thể trải nghiệm được sớm Gozo nha các bạn. Các bạn lưu ý giúp mình là khi mà Liên Quân chúng ta ra mắt trang phục Gozo thì hiệu năng của nó sẽ giống hệt như thế này nhá. Ngoại hình và hiệu năng sẽ giống hệt như thế này luôn. Thế nên chúng ta có thể trải nghiệm được sớm qua tựa game Vương Giả Vinh Diệu, nhưng mà ở phiên bản quốc tế mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách để có thể trải nghiệm được, để mọi người khi mà trải nghiệm rồi các bạn xem điện thoại của các bạn khi mà loát cái hiệu kỹ năng này nó có bị giật lag hay không ấy, để làm tiền đề khi bộ trang phục này ra mắt Liên Quân thì chúng ta có thể tự tin để có thể múc nha. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tải ở phiên bản hệ điều hành iOS và Android. Trước tiên là iOS, mọi người ấn vào mục cài đặt giúp mình, sau đó là các bạn có thể tìm kiếm cho mình, đó chính là mục phương tiện và mua. Đấy, phương tiện đây. Đây, mọi người có thể xem tài khoản nhé. Lưu ý giúp mình, đối với iOS thì các bạn cần phải chuyển vùng. Đấy, các bạn chuyển vùng, sau đó các bạn mới tải được Vương Giả Vinh Diệu phiên bản quốc tế. Nói chung là các bạn chỉ cần làm vài bước thôi, đơn giản lắm. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy quốc gia và vùng. Thì mọi người có thể chuyển sang quốc gia khác nhé. Hiện tại thì mình đang ở Việt Nam, nhưng mà để mà tải được phiên bản này mình phải chuyển sang, ví dụ mình sẽ chuyển sang Singapore các bạn ạ. Đấy, mình có thể chuyển sang Singapore nhé. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ cần phải đồng ý điều khoản. Rồi, ở đây thì mọi người có thể điền giống mình cũng được này. Làm sao cứ điền giống mình cũng được, hoặc là các bạn điền lung tung cũng được. Mình thấy cái này điền lung tung nó cũng ra các bạn ạ. Ok. Rồi, tiếp đến là mọi người ấn tiếp theo, là mọi người sẽ chuyển vùng thành công. Và sau khi chuyển vùng thành công thì chúng ta chỉ việc là lên App Store và tìm kiếm giúp mình Honor of King, thì đây, nó sẽ hiện luôn ở đây. Đây là Vương Giả Vinh Diệu phiên bản quốc tế nhé các bạn nha. Ok, các bạn nhìn thấy cái banner bên ngoài sẽ có Gozo, Jujutsu Kaisen X, Honor of King. Sau khi tải về xong thì tất nhiên rồi, đối với những bạn nào kiểu như là mới chơi thì các bạn sẽ cần phải tập luyện. Nhưng mà được cái ở phiên bản quốc tế này chúng ta không cần phải tài khoản QQ hoặc là WeChat. Chúng ta có thể đăng nhập bằng Google, đấy, bằng rất nhiều thứ chứ không bắt buộc phải QQ và WeChat. Nói chung là chỉ cần làm vài bước thôi. Đây là cho hệ điều hành iOS, lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em Android sau nhé. Đấy, hệ điều hành nào thì cũng tải được thôi các bạn ạ. Các bạn biết tướng mới là Vân Anh nên các bạn hiện tại thì bị ẩn mất rồi. Trước mắt các bạn là Vân Anh thì cũng bị ẩn. Ở đây chúng ta có thể đăng nhập bằng Google, Facebook hoặc là Apple nha. Đấy, mọi người đồng ý điều khoản. Còn là các bạn có thể đăng nhập bằng Google, Facebook chẳng hạn. Đấy, chứ không cần phải WeChat hoặc QQ. Quay trở lại, đây rồi. Phần này là phần kiểu các bạn mới lập nick xong ấy, sau đó các bạn vào game ấy, thì các bạn sẽ cần phải làm theo hướng dẫn. Đây người ta gọi là hướng dẫn tân thủ. Mình sẽ tua nhanh cái đoạn hướng dẫn tân thủ này nhé. Nói chung là chỉ cần làm đến bước này thôi, vào được game thôi, là chắc chắn các bạn sẽ trải nghiệm được sớm bộ trang phục Gozo rồi. Đấy, còn cái phần này thì các bạn chỉ cần làm một tí là xong. Kia là Vân Anh. Vân Anh thì trước đây cũng đã xuất hiện ở máy chủ thử nghiệm, nhưng mà hiện tại không hiểu sao bị ẩn mất. Thế này chúng ta chưa thể có thể ra mắt được Vân Anh, hơi bị buồn. Chứ mà lúc đấy mình đã trải nghiệm Vân Anh ở máy chủ thử nghiệm rồi mà, nhưng mà tự nhiên bị biến mất các bạn, không hiểu vì lý do gì. Đấy, Vân Anh cầm thương ấy các bạn. Tướng nữ ấy. Ok, sau khi trải nghiệm xong phần đấu luyện thì chúng ta sẽ có, đó chính là vào và trải nghiệm sớm Gozo thôi. Rất đơn giản, đây là dành cho anh em ở iOS nha. Đây, các bạn có thể tìm kiếm đến ra các lượng và chọn đến trang phục. Đó. Đấy, đây rồi. Rồi. Quá ngầu. Ý nè. Tanoshii jigoku ni nari sou da. Trời đất ơi, nhìn như kiểu hai giọt mắt, hai cái giọt nước mắt chạm vào nhau. Ủa, khuôn mặt đẹp trai vãi, Gozo mà bỏ mặt nạ ra nhìn đẹp trai nhỉ. Nhưng mà đeo mặt nạ vào thì lại ngầu nhá. Bỏ mặt nạ ra đẹp trai, đeo mặt nạ vào thì lại ngầu. Ok, đây là về ngoại hình.
Nói chung là cách làm thì rất đơn giản thôi để chúng ta có thể trải nghiệm được sớm Gojo. Còn hiệu kỹ năng của nó thì các bạn có thể vào game để trải nghiệm đây. Đối với cái ngoại hình đây đấy, cái này thì mình cũng đã review cho tất cả các bạn rồi. Nói chung là khi mà các bạn làm được, các bạn trải nghiệm thì đấy là con điều rất là tuyệt vời nếu như các bạn tự tay trải nghiệm nhá. Đến từ những đòn đánh thường đây này, kiểu tay một tay kiểu bắn chỉ, một tay giơ hẳn năm ngón tay ra này, năm ngón tay và bắn chỉ đó. Chiêu một đây là review xương xương lại qua cho người xem qua hiệu kỹ năng của Gojo. Chiêu hai này, mình cảm thấy là iPhone của mình ấy khi mà trải nghiệm kỹ năng này thì hơi bị giật một chút các bạn ạ. Nhưng mà mình trải nghiệm trên Android thì nó lại khác nhá. Mình thường xuyên làm clip ở trên Android, chứ còn ít khi mình làm ở trên iPhone lắm. Mà hiện tại mình đang trải nghiệm iPhone thế vừa xong nó bị giật một vài phát. Đấy, thì chuyển sang Android thì nó sẽ khác nha các bạn nhá. Đây là mình hướng dẫn khi các bạn tải trên iOS. Còn mình sẽ hướng dẫn các bạn tải Honor of King phiên bản quốc tế ở trên Android. Ok, Android thì các bạn lên Google tìm kiếm cho mình APK Pua. Đấy, mọi người tải về. Khi mà các bạn tải về xong thì các bạn có thể tìm kiếm Honor of King. Lưu ý giúp mình, Android các bạn phải tải cái ứng dụng APK trước nhá. APK Pua trước đã, lên Google để các bạn gõ tìm kiếm. Sau đó tải app về sau thì các bạn có thể tìm kiếm Honor of King. Rất đơn giản thôi. Được cái là trên Android thì mình không cần phải chuyển vùng. Nếu như mình làm theo cách là tải cái app APK về, và sau khi tải xong về thì đơn giản chúng ta chỉ việc vào game. Và tất nhiên vẫn chỉ đăng nhập bằng Google, Facebook được các bạn ạ. Đây, chúng ta có thể có cách thức đăng nhập bằng Google này, bằng Facebook, bằng Discord, bằng X này, bằng WeChat này, bằng email này. Ủa xời, có quá nhiều các bạn ạ. Đấy, đối với Android thì đơn giản hơn rất nhiều, không phải chuyển vùng. Chỉ cần tải app, lưu ý là phải tải app APK mua nha mọi người nhá. Trong clip này mình không quảng cáo một gì cả, mình không quảng cáo thứ gì đâu nhá. Còn các bạn lại kêu ui nhận góp quảng cáo thì mình không có quảng cáo một ứng dụng gì cả, mình không quảng cáo gì hết. Đây là mình hướng dẫn cho các bạn cách để có thể các bạn trải nghiệm được Gojo sớm nhất thôi. Ý nè. Đó, đây là ngoại hình của Gojo. Mình cảm thấy là trên Android ấy, nó mượt hơn, nó không bị giật đâu. Thường tại vì sao mình làm clip trên Android, bởi vì mình mua cái dòng điện thoại kiểu chuyên chơi game, mấy dòng các mình chuyên chơi game thì khi mà chơi game thì nó cũng sẽ mượt hơn. Bỏ qua phần đấu luyện này nhá, bởi vì mình cũng đã đấu luyện rồi. Còn đây là ngoại hình, đây các bạn thấy không, mình trải nghiệm ở trên Android nó mượt hơn hẳn luôn đấy các bạn ạ. Sử dụng hiệu kỹ năng thì nó cũng sẽ không bị lag đâu, không bị giật đâu. Đây là những đòn đánh thường này. Đấy, tính ra thì bộ trang phục này khi mà ra mắt ở Liên Quân mình nghĩ là khá hot đấy, bởi vì mình đăng clip về con này nhiều bạn quan tâm quá. Nhưng mà Liên Quân vẫn đang ỉm. Rõ là mình cũng đang review mấy clip về hiệu kỹ năng rồi nhưng Liên Quân vẫn ỉm. Đấy, chắc là ỉm đợi mở bán xong cái bộ trang phục của Liliana. Liliana sẽ được ra mắt một vài ngày tới. Còn đối với Gojo thì sẽ được ra mắt vào ngày 14 nha các bạn, 14 tháng 6 sẽ ra mắt nha. Đây là về chiêu 1 này. Em cảm giác nó dài nhờ, chiêu 1 sao dài thế nhờ. Thì đây là bản gốc của Tulen nha các bạn nha. Đây là bản gốc của Tulen. Chứ còn đối với Tulen thì chiêu 1 thì sẽ không dài như thế này đâu. Chiêu 2 thì giống hệt Tulen thôi, nội tại lôi điện đây. Các bạn nói cái nội tại thì nên bắn ra, đó chính là những cái quả cầu màu xanh thì hợp hơn. Nhưng mình thấy thế nào cũng được, bởi vì mình thấy rất là đẹp. Đấy, đối chiêu 3 thì cũng rất là đẹp. Biến về nhá. Biến về ở đây là chúng ta sẽ mua bánh. Gojo sẽ đi mua bánh và hát là lá la. Ok, rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để theo dõi clip của mình. Nếu như các bạn thấy clip này hay thì đừng quên để lại cho mình một nút like và đăng ký kênh của mình. Mình sẽ review cho người, hướng dẫn cho người nhiều thông tin thú vị hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, bye bye.